Xin chào các bạn trở lại với kênh Net Media CCTV, chuyên mục kiến thức máy tính. Trong clip hôm nay, mình chia sẻ đến các bạn cách lấy lại những biểu tượng ở trên màn hình desktop của Windows 11. Ví dụ như là My Computer, My Network hoặc là Recycle Bin vân vân. Và tiếp theo đó là mình hướng dẫn các bạn đổi hình cho biểu tượng folder ở trên Windows 11 một cách rất là thú vị. Đầu tiên mời các bạn nhìn lên màn hình trên desktop của Windows 11. Lúc này không có một cái biểu tượng My Computer hoặc là My Document cũng như là Recycle Bin. Thì các bạn muốn lấy lại những biểu tượng đó, các bạn chỉ cần click chuột phải trên desktop của Windows 11. Sau đó bạn chọn Personal Design. Và các bạn sẽ vào cái mục Theme à, sẵn tiện ở đây. Mình chia sẻ luôn các bạn có thể chọn những cái Theme cho giao diện Windows của mình ở à, đây nhiều cái thêm để bạn chọn ở đây à, bạn chọn vào thì nó sẽ thay đổi toàn bộ những cái giao diện của hệ thống Windows quay lại là để tìm những cái icon trên desktop thì các bạn sẽ lít vào cái mục là desktop icon setting ở trong này các bạn sẽ thấy có cái mục là desktop icon thì các bạn muốn hiển thị cái icon nào bạn chỉ cần check vào cái mục đó thôi ví dụ như ở đây mình chọn my computer network à, reset copy và control panel. hay à, sau đó chúng ta sẽ chọn apply. Rồi à, bạn chọn ok. Lúc này các bạn sẽ thoát ra màn hình desktop và chúng ta kiểm tra thì chúng ta sẽ có được những cái biểu tượng ở trên desktop của Windows 11 nha các bạn. À các bạn có thể nắm kéo bất kể chỗ nào các bạn muốn. Trong trường hợp các bạn muốn cho nó canh chỉnh một cách tự động á thì các bạn lấy chuột phải vào các bạn chọn một view và các bạn chọn cái mục là auto run icon thì lúc này nó sẽ tự động canh chỉnh. Và các bạn lít ở đâu thì nó cũng tự động canh chỉnh theo một cái chiều dọc hoặc là chiều ngang, không có đổi vị trí theo ý muốn của các bạn được các bạn muốn đổi vị trí các cái icon theo ý muốn của các bạn trên màn hình thì các bạn phải click chuột phải vào và các bạn check bỏ chọn cái mục là auto arrange icon. Đó thì lúc này các bạn có thể kéo được cái những cái icon đặt ở những cái vị trí mà mình mong muốn. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổi cái biểu tượng cho cái hình icon bất kỳ. ở đây mình có một cái folder đây mình muốn đổi cái hình folder này thành một cái hình khác cho nó thú vị hơn thì bạn chọn cái folder này là các bạn click chuột phải, đó các bạn chọn properties, rồi các bạn click vào cái tab là customize, ở à, cái một cuối cùng là change icon của cái folder icon nè các bạn click vào đây, thì các bạn sẽ thấy có rất là nhiều các cái icon đẹp đẽ nó nằm ở trên hệ thống của chúng ta như thế này thì bạn có thể chọn bất cứ cái icon nào. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là rao tới một cái file nào đó chứa cái icon, đó, cái hình của chúng ta là kiểu icon thì các bạn mới có thể chọn được nha chứ không phải là cái hình định dạng bình thường là chấm gif và chấm jpg vân vân thì các bạn chọn được, nó không phải. thì các bạn có thể lên mạng vào những cái trang mà chuyển đổi hình thông thường sang cái hình icon để các bạn thay đổi Rồi. mình sẽ chọn một cái hình ở trên hệ thống này để chúng ta làm ví dụ chọn cái hình nào đẹp đẹp cho nó khác khác để các bạn làm cái điểm nhấn cho cái folder của chúng ta là được rồi ví dụ như mình chọn hình cái cây này chẳng hạn ha đó. sau khi bạn chọn bạn chọn ok đó. bạn chọn apply đó. rồi bạn chọn ok đó. thì các bạn thấy cái folder của chúng ta lúc này nó sẽ trở thành cái hình là cái cây click vào thì nó mở bình thường ha thôi nếu như các bạn không thích cái cây này nữa mà các bạn muốn trở lại cái folder bình thường như nó đã có thì bạn click chuột phải bạn lại chọn properties bạn chọn customize bạn chọn là trên icon sau đó các bạn lít vào cái mục là restore default thì nó sẽ trở lại cái hình góc ban đầu chọn apply chọn ok như vậy ở trên đây mình vừa chia sẻ đến các bạn cách lấy lại những cái icon trên màn hình desktop của Windows 11 cũng như cách thay đổi hình của folder ở trên Windows 11. Đến đây clip xin được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.